Hai chú ong hợp tác cùng nhau mở nắp chai nước ngọt khiến nhiều người thích thú. Theo như đoạn clip được ghi lại ở São Paulo, Brazil, có thể thấy cặp ong đang hợp lực cùng nhau để hướng tới mục tiêu chung là mở chiếc nắp chai Fanta trước sự chứng kiến của nhiều người. Theo đó, cặp đôi ong tự định vị ở hai bên đối diện của nắp chai và đã thành công trong việc mở nắp chai nước. Đây cũng như là một thông điệp gửi đến loài người biết về sự lợi hại của chúng.